Lại thêm một loài linh trưởng nữa này. Chúng tôi rất muốn giới thiệu với các bạn đoạn phim về em bé Tinh Tinh ở Tanzania này. Chúng ta chơi đùa thật dễ thương. Và nhiều nhà khoa học cho rằng hành vi chơi đùa của Tinh Tinh phản ánh rất rõ hành vi chơi đùa của con người. Có thể không hoàn toàn đúng, nhưng gần như là vậy. Sự thật là chúng tôi chiếu đoạn phim này bởi vì nó quá dễ thương, quá vui nhộn. Có gì không ổn nào? Ồ, chắc chắn là không.